Cho tới thời điểm hiện tại thì game đã trải qua được một khoảng thời gian cũng gọi là khá lâu rồi. Cụ thể thì cũng đã hơn 5 tháng kể từ khi con game này đã xuất bản. Đã có tổng cộng là hơn 5 bản update được tung ra và tất nhiên thăng trầm gì người chơi chúng ta đều trải qua hết. Ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng không một tựa game thủ thành nào vượt qua được Anime Defender đâu, và cũng phải thôi. Với những gì mà đội ngũ của Anime Defender đã làm thì những quả ngọt và thành tựu ở thời điểm hiện tại cũng có thể gọi là xứng đáng mà phải không? Ai nấy ít nhiều cũng sẽ hài lòng với con game này với cách mà những người tạo ra nó hoạt động. Có thể nói admin của tựa game này là những người Phật sống, họ lắng nghe mọi yêu cầu từ người chơi và lắng nghe mọi ý kiến từ bên ngoài. Nếu như nó sai thì họ sẽ sửa, còn nếu như nó làm người chơi khó chịu thì ngay lập tức họ sẽ cập nhật và bù đắp. Tuy nhiên cái gì cũng có cái lợi và cái hại, không phải lúc nào cũng nghe lời và chiều chuộng player thì sẽ luôn luôn đem đến những điều tốt. Và trong quá khứ thì các bạn có biết rằng Anime Defender đã từng là một con game vô cùng hút máu chưa? Đã từng có một thời điểm người chơi cảm thấy quá bất mãn với tựa game này đến mức mà họ đồng loạt cùng nhau nghỉ game vì game này quá là pay to win đấy. Các player đã đồng loạt khủng bố Discord của admin tựa game này đến mức mà họ phải liên tục xin lỗi và làm ngay một bản update để sửa chữa những sai lầm mà họ đã gây nên đấy. Vậy thì trong toàn bộ hơn 5 bản update lớn nhỏ của Anime Defender thì đâu là những bản update hút máu nhất? Những bản update khiến cho người chơi đồng loạt nghỉ game vì quá khó? Mình là Kiên. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu và nhìn lại xem đâu là những bản update hút máu nhất Anime Defender nhé. Update 1. Đầu tiên chúng ta hãy đến với update 1. Đây là update đầu tiên của tựa game này và nó mở ra rất nhiều những nền móng cho tựa game. Theo đánh giá cá nhân của mình thì update 1 là bản update khá bình thường. Người chơi không có gì gọi là cảm thấy quá bất công cả bởi vì nó còn khá mới và chẳng có một chút gì gọi là khó đối với người chơi. Hơn nữa, nếu như bạn không biết thì update này cũng chỉ xuất hiện khi tựa game ra mắt được mới có một tháng thôi, và khi ấy, mọi người vẫn đang tìm cách làm thế nào để có thể có được reroll, làm thế nào để có thể cày gem thật nhanh và sở hữu được hết những con unit hệ mythic hay những thứ tương tự như vậy. Nên việc update này có hút máu người chơi hay không thì cũng chẳng ai quan tâm đến. Cụ thể thì update này đã đánh dấu thêm sự xuất hiện của tổng cộng là 6 unit. Chúng ta có Magic Arrow ở hệ Rare, Ocean Guardian ở hệ Epic, Electric Cyborg hay còn gọi là Frankie trong 1B nằm ở hệ Legendary. Đối với những con unit này thì thú thật là khi ấy người chơi vẫn còn dùng nhiều. Bởi vì như đã nói, lượng unit lúc đó của game vẫn còn khá mới và người chơi thì vẫn đang mày mò trải nghiệm, nên là ai cũng dùng hết tất cả những con unit mới vừa ra lò. Tuy nhiên họ cũng chỉ dùng trong một khoảng thời gian ngắn thôi và sự tập trung rồi cũng lại đổ dồn sang cho những con unit mới nằm ở hệ Mythic và Secret. Lúc này đây chúng ta có hai con unit Mythic và đây là hai con unit hệ Limited. Tức có nghĩa là bạn sẽ không thể kiếm được lại nó sau khi sự kiện update này kết thúc. Vậy nên đâm ra là người chơi bắt đầu thi nhau cày cuốc kiếm gem và gacha để xem thử liệu sức mạnh của Warrior Princess và Donut Master có thực sự mạnh hay không. Và thật may mắn câu trả lời là có. Cả hai đều nổi lên với những điểm mạnh riêng biệt. Đối với Warrior Princess thì đây là con unit vô cùng tuyệt vời để có thể chơi. Nó có thời gian hồi chiêu nhanh, sát thương đầu ra khá ổn và đặc biệt nó có sát thương full AoE ở những level cuối cùng. Tuy vậy nhưng nó cũng chỉ được một khoảng thời gian đầu bởi vì sau đó người ta bắt đầu sự chú ý vô Donut Master nhiều hơn là Warrior Queen. Bởi vì ở thời điểm đó Katakuri là con unit có khả năng làm chậm bá đạo nhất game. Không một con unit nào có thể làm chậm kinh khủng bằng nó, và hơn nữa sát thương đầu ra của nó cũng cực kỳ là ổn. Vậy nên người ta mới thích nó đến thế. Những con unit hỗ trợ như Đô Đốc Băng Giá hay là Clay đều ra chuồng gà hết. Người người Katakuri, nhà nhà Katakuri. Trên hệ của hai con unit này một chút thì admin đã cho ra mắt một unit hệ Secret, đó chính là The Ghost Knight hay còn gọi là Igris. Đây là con unit hệ Secret thứ 3 trong tựa game này, và tất nhiên rồi, vì số lượng Secret khá ít nên rõ ràng là bạn phải bỏ tiền ra để gacha nó chứ không thể nào kiếm được nó một cách free như bây giờ cả. Ai cũng hiểu điều đó nên là không một ai có ý kiến ý cò gì. Điểm đáng chú ý ở bản update này đó chính là việc chế độ Red đã được ra mắt, và đây là một thử thách rất khó khăn cho người chơi. Tất nhiên đối với những ai có Secret hay Jet Almighty rồi thì không nói làm gì, nhưng hầu hết người chơi bình thường đều gặp rất nhiều những trở ngại vì không biết làm thế nào để vượt qua được map Red và phối những đội hình sao cho tối ưu được sức mạnh. Hơn nữa, tất cả mọi người đều muốn sở hữu con unit Bekin kia bán ra sao, nên là ai cũng ráng để cày hết. Nhìn chung thì theo mình đánh giá đây là một bản cập nhật ấn tượng và chơi rất vui. Cơ bản là vì khi ấy game còn mới và còn có thứ để chúng ta có thể cày cuốc, là thấy nó hứng khởi. Mặc dù còn nhiều bất cập như việc không có chế độ kiếm gem nào ấn tượng cả và lượng gem kiếm vào thì rất ít. Nhiều người không có thời gian chơi sẽ bị bỏ lại phía sau. Còn ai may mắn gacha ra được đám unit mythic thì sẽ có vốn để cày nhanh hơn là những người đen đuổi. Tuy vậy nhưng như đã nói, vì khi ấy game này là một game mới nên ai cũng chấp nhận chịu khổ chịu nhục để chơi cả. Update 2. Bản đi một thời gian, cụ thể thì ngay 2 tuần sau đó bản update 2 đã cập bến. Có thể nói admin của tựa game này làm việc với châm ngôn không có ngày nghỉ và mỗi ngày đi làm đều là một niềm vui. Công ty là nhà và đồng nghiệp là người thân. Vậy nên bọn họ đã làm việc rất cực lực để cho ra mắt bản update 2 chỉ trong vòng vỏn vẹn 2 tuần. Điều đáng nói ở đây đó chính là việc bản update này là một bản update cũng được cho là khá lớn vì nó có nhiều chế độ mới, và cụ thể thì chế độ đó có tên là Tower of Eternity. Đây là chế độ mà ở đó bạn sẽ không thể đi cùng đồng đội, chỉ solo một mình vượt qua được tất cả những màn chơi mà game tạo ra. Điều đặc biệt là chế độ này giống hệt như chế độ Endless, nó không có điểm dừng và chỉ dừng lại khi bạn thua mà thôi. Mỗi map đi được bạn sẽ nhận được 130 gem và thời gian chơi cho mỗi map là khoảng 5 đến 6 phút gì đó. Ngoài ra, phần thưởng sẽ càng tăng dần và càng leo cao thì bạn càng nhận được nhiều quà. Nó khá là ngon. Lý do mà nó được tạo ra là vì như đã nói cho trước đó, ở phần update 1, người chơi cảm thấy khá khó khăn trong việc farm gem bởi vì nó có quá ít chế độ có thể kiếm được gem và dân cày chay thì cảm thấy có phần khá mệt mỏi. Họ bắt đầu than vãn với các admin trong server Discord của họ.
Vậy nên, lắng nghe được điều đó từ các con dân của mình và thế là admin đã nhanh chóng ra mắt chế độ này. Ngoài ra, họ còn bonus thêm một điều vô cùng tuyệt vời nữa, đó chính là tăng thêm nhiệm vụ hàng ngày cho người chơi để họ có thể nhận được thêm nữa khi cày cuốc. Ngoài ra thì họ còn ra mắt thêm nhiều map chơi khác, chẳng hạn như 12 map story và đặc biệt là một map red. Tất nhiên với map red thứ hai này thì chắc chắn một điều rằng sẽ có một con unit làm phần thưởng khi người chơi farm được đủ red shop. Chưa kể họ còn để ở trong đó một tỷ lệ nhỏ drop hẳn ra luôn con unit phần thưởng này nếu như chúng ta may mắn. Tuy nhiên chỉ có 15% tỷ lệ thôi nên là nhìn chung vẫn khá là khoai đấy. Nói về unit thì lúc nãy chúng ta có tổng cộng là 6 con unit mới được đưa vào. Và trong số đó có 3 con unit thuộc 3 hệ lần lượt là Legendary, Epic và Rare. 3 con này thì thôi chắc là mình không đề cập đến và chỉ để ảnh ở đây cho các bạn xem. Vì bây giờ ai mà quan tâm đến đám Rare, Epic hay là Legendary chứ đúng không? Người ta chỉ chú ý đến 3 con unit cực mạnh ở hệ Mythic và hệ Secret mà thôi. Và trong số đó, ấn tượng nhất đối với mình chắc chắn đó chính là Muscular Sorceress. Đây là con unit được lấy cảm hứng từ nhân vật bố đường Tochi trong bộ Jujutsu Kaisen và có lẽ nó là con unit tiên phong trong việc có tốc độ đánh nhanh mà đem lại cao, hay còn gọi là unit theo dạng DPS. Ngoài ra chiêu cuối sát thương lại còn full AoE nữa. Khi ấy người chơi đã phát cuồng vì con unit này quá là bá đạo đi. Đến mức mà nếu như bạn không biết thì ở phần 1 của update 4, Tochi đã bị nerf và chỉnh sửa lại bộ skill để cho nó cân bằng hơn thì cũng đủ hiểu rồi. Khi ấy, DPS của Tochi chỉ thua mỗi con Water Sword Master mà thôi. Chứ đám unit Mythic còn lại thì nó nắm đầu vỗ bem bép hết. Ngoài ra chúng ta còn một unit mà tới giờ nó vẫn còn hot, đó chính là Rip Sorceress, hay còn gọi là thầy Năm Gojo. Con này thì chắc là khỏi phải bàn rồi, sức mạnh tuyệt đối ở thời điểm đó, sát thương full AoE mà lại cực kỳ mạnh, đến mức mà ai cũng phải thi nhau để sở hữu. Và cho tới giờ thì nó vẫn là một trong những unit secret đắt giá nhất trên thị trường thì các bạn cũng hiểu rồi đấy. Ngoài ra thì còn một unit secret nữa. Tuy nhiên con này là phần thưởng cho những ai trở thành những kỷ lục gia và lọt vào top bảng xếp hạng leo chế độ Infinity. Sức mạnh của nó khá là phế nên là cũng không có gì nhiều để nói. Nhìn chung thì đây là một bản update khá xịn sò và ổn áp. Hút máu thì vẫn có nhưng không đáng kể, bởi vì nói gì thì nói nó vẫn là update 2 của tựa game này mà thôi. Và người chơi thì vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu game nên là không có ai than phiền cả. Update 3 và update 4. Tại sao mình lại gộp hai bản update này thành một? Để mà nói thì tất cả đều có lý do của nó. Mọi thứ đều rất yên bình cho đến khi update 3 cập nhật, tất cả đã rơi vào hỗn loạn và người chơi cày chay bắt đầu gồng mình lên chửi admin và đòi lại công bằng. Lý do là vì bản update này họ lại ra mắt một chế độ mới, một chế độ vô cùng khó mà chỉ có những người chơi có sức mạnh từ những con unit hệ secret hay những cái chat cực kỳ mạnh mẽ mới có thể vượt qua được mà thôi. Đó chính xác là chế độ Hall of Mirror. Vậy thì chế độ này có gì mà hấp dẫn đến như thế? Hấp dẫn đến mức mà người chơi cố gắng chinh phục nhưng lại không được và quay sang chửi cả admin như vậy. Câu trả lời đó chính là việc khi bạn thắng được chế độ Hall of Mirror ở độ khó là Nightmare thì khi ấy, bạn sẽ có 1% drop ra được cái wish. Dùng cái wish này để đi đến khu vực wish và cầu nguyện, bạn sẽ có cơ hội nhận được những con unit hệ exclusive. Và đặc biệt nằm trong số đó là hai con unit có tỷ lệ khó ra nhất, Legion Captain và Shadow Dragon. Sức mạnh của hai con này như nào thì chắc là các bạn cũng biết rồi đúng không? Đó quá là bá đạo đi, và thực sự thì ai nói không thèm hai con unit đó chắc chắn là chỉ có bốc phét. Đó chính là lý do vì sao mà chế độ này lại hot như vậy, và như đã nói thì đổi lại nó cực kỳ khó. Nó khó đến mức mà kể cả như bạn có đội hình mạnh toàn unit secret nhưng không tập trung vào và treo để đó đi ăn cơm hay AFK thì chắc chắn là sẽ thua chứ chẳng đùa đâu. Bởi thế nên đối với những ai cày dây, những người chỉ có những con unit hệ Mythic thì làm sao mà vượt qua được. Chưa kể họ muốn chơi đến độ khó Nightmare thì họ bắt đầu phải vượt qua được chế độ Easy rồi sau đó mới đến Normal, Hard. Mỗi map mất tận 30 phút nhưng thua một cái thì coi như là chẳng nhận được gì. Đâm ra thì nó rất gây ức chế và tốn thời gian. Chỉ có những người Pay to Win có đội hình toàn Secret, Jet Almighty mạnh sẵn rồi thì họ mới vượt qua được mà không có chút gì khó khăn nào mà thôi. Đối với cá nhân mình thì mình cũng đồng ý ở một số điểm, chẳng hạn như việc tốn 30 phút cho mỗi map. 30 phút là một con số cực kỳ lâu và nó cực kỳ gây buồn ngủ. Nếu như chơi chế độ này hấp dẫn và nó kịch tính thì nó phải khiến cho chúng ta liên tục tập trung vào để suy nghĩ và tìm cách để đối phó thì không nói. Chứ với cái này thì chỉ cần đặt ra xong rồi để đó rồi lại đứng chờ thì nó quá là nản. Chưa kể nếu như sơ suất và để lọt vào một con sau đó thua thì đúng thật là quá nản chứ còn gì đúng không? Điều này dẫn đến việc player bắt đầu nghỉ chơi bớt và không thể nào mà họ đú theo được cái chế độ này. Dù vậy nhưng cũng còn một cách khác để có thể sở hữu những cái wish này hay những con unit đó, đó chính là ra chợ và mua. Tuy nhiên mua thì cũng lại không thể vì nó khá là mắc. Ở thời điểm đó một cục wish lên đến 50k gem thì làm gì một player free to play có tiền để mua. Lúc ấy gem chưa lạm phát nên là 50k là một con số vô cùng lớn đấy. Mà kể cả mua thì cũng đâu có gì đảm bảo là sẽ ra được hai con unit xịn sò kia. Thế nên là tình thế này đã tạo nên một cái tiền lệ rằng người chơi free to play cứ nạp tiền vô mua wish và gacha thỏa thích. Unit mạnh thì cứ thế mà tăng dần theo, sau đó họ đem ra chợ bán với giá đắt đỏ. Còn người chơi free to play thì chỉ biết ướt rồi đứng ngắm, nghĩ kiểu gì cũng đi vào ngõ cụt cho dân cày chay. Lượng người chơi bắt đầu giảm sút dần và nhận ra được điều đó, admin đã nhanh chóng sửa đổi ngay lập tức. Chứ nếu không thì con game này sẽ trở thành dead game giống như Toilet Tower Defense mất. Đó chính là lý do mà update 4 ra đời. Đây là một bản update rất hứa hẹn vì admin đã cam kết rằng sẽ nói không với pay to win nữa. Ai ai cũng có cơ hội nhận được unit secret và ai ai cũng sẽ mạnh hơn miễn là bạn chịu cày. Nghe khá là điên rồ đúng không nào?
Cụ thể thì đầu tiên họ đã cho ra mắt một hệ thống gacha unit mới mang tên Lucky Ticket. Hệ thống này sẽ dùng ticket làm tiền tệ để gacha chứ không còn là gem như thông thường nữa. Trong số đó có 5 unit, 1 mythic và 1 secret. Ba con còn lại thì khá là rác nên là mình không nhắc đến nhé. Đây là hai con unit khá mạnh và được cho là ổn để chơi. Tuy nhiên hệ thống này khá là điên rồ khi mà nó có thanh BT secret. Tức có nghĩa là miễn gacha đủ số lần thì nó sẽ đảm bảo 100% drop ra unit secret cho bạn. Điều này khiến cho tất cả người chơi đã quay trở lại với tựa game. Lúc đó, đã có lúc Anime Defender chạm ngưỡng 350k gần 400k người chơi đồng thời chỉ vì admin đã thêm vào cái hệ thống này. Chưa hết, họ còn cho ra mắt 3 loại cổng mà ở trong đó có 3 unit secret. Công việc của bạn đó chính là leo cho đến khi nó drop ra được cái cánh cổng secret của mỗi loại thì khi ấy chắc chắn là bạn sẽ nhận được một con unit hệ secret ở đó mà thôi. Điểm đáng chú ý nhất đó chính là tất cả những unit secret Boto đều rất mạnh và chúng nó đều có những khả năng đặc biệt. Điều này càng khiến cho Anime Defender trở nên hấp dẫn nữa và kể từ đó thì game đã trở thành một thế lực không thể bị lay chuyển. Tiếp tục một tuần sau đó, ở bản update 4 patch 2 thì admin lại tiếp tục đưa ra hai con unit secret Boto nữa để kích thích người chơi. Lần này họ lại lắng nghe tâm tư tình cảm từ player. Vì trước đó các Boto đi quá tốn thời gian nên là ở hai cái Boto mới này, admin đã fix lại và giảm số lượng quay xuống khiến cho việc cày trở nên nhanh hơn. Chung quy lại thì update 4 là sự hối lỗi của các admin cho hành động hút máu của mình từ update 3, vậy nên người chơi đã được xoa dịu đi phần nào. Update 5 và update 5.5. Thế như dư luận đánh giá thì update 5 là một update vô cùng khó và họ đã rất phẫn nộ bởi việc tại sao mấy con admin lại cho ra mắt một cái chế độ mà nó khó đến như vậy. Nó khó đến mức mà kể cả map story lẫn map challenge infinity hay cái quần què gì cũng cực kỳ khó. Người dùng unit mythic mà không biết cách phối hợp đội hình thì sẽ thua ngay. Không vượt qua nổi bất kỳ một chapter nào, thậm chí là người có unit secret nhưng lại không có chết mạnh như Almighty, Henry Coyum thì cũng cúp nốt. Lý do là vì họ đã tạo nên một loại quái hệ ground và với loại quái này thì unit hybrid hoàn toàn trở thành những phế nhân theo đúng nghĩa đen vì chúng nó không thể đánh được quái ground. Chúng nó chỉ có thể đánh quái bay mà thôi. Và để xử lý đám quái ground thì bạn cần phải có unit hệ mặt đất. Tuy nhiên hệ mặt đất hiện tại thì có bao nhiêu con mạnh đâu. Và trước đó người ta cũng đã tập trung vào việc build những con unit hệ hybrid hết rồi, nên là họ đã bỏ bê unit hệ ground khá nhiều. Tuy nhiên, có thực sự là như vậy hay không? Theo như cá nhân mình đánh giá thì update 5 là một bản update ổn và nó thực sự là một thách thức cho người chơi. Và đây là một sự cải tiến vào lối chơi chứ nó không phải như người ta chửi hay gì cả. Các bạn cứ thử tưởng tượng mà xem, chơi game là phải suy nghĩ và phải tìm tòi và khám phá chứ cứ như kiểu được phục vụ quen biết thì làm sao mà được, đúng không? Hệ hybrid đã thống trị bảng xếp hạng một khoảng thời gian rất lâu rồi thì cũng phải tới lúc unit hệ khác lên ngôi chứ. Phải có sự đổi mới thì game nó mới hay được chứ cứ mãi như vậy thì sẽ rất là nhàm chán. Chưa kể, đâu phải là không có cách để vượt qua được những màn chơi trong thế giới Athenic đâu. Mình có thể vượt qua hết tất cả chế độ chơi trong thế giới này mà chỉ dùng unit hệ mythic thôi đấy. Và bằng chứng là đã có những video mình hướng dẫn trên kênh của mình. Vậy nên, việc người chơi gào thét thái quá như thế này là điều không cần thiết. Dù vậy nhưng mấy ông admin này quá là nhu nhược nên để chiều lòng người chơi thì lại một lần nữa họ đã tung ra một bản update để xoa dịu tất cả. Update 5.5 này đã khiến cho mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Cụ thể thì unit hybrid giờ đây đã có thể đánh được white ground, tuy nhiên chúng chỉ gây được 65% sát thương mà thôi. Ngoài ra thì họ cũng đã thêm ống BT cho ba con unit secret mới nên là việc gacha trở nên khá dễ và tạo động lực cho toàn bộ người chơi cày cuốc. Đối với mình thì mình không có ý kiến gì về ống BT nhưng mình cảm thấy admin không có chính kiến. Họ quá là nhát để có thể tự làm game theo ý của mình nên cứ hệ bị chửi hay gì đó thì ngay lập tức họ sẽ thay đổi và chiều theo ý của player. Ngoài ra thì trong update này có những thứ khá ổn, chẳng hạn như việc họ đã thêm vào hệ thống x2 x3 speed khiến cho những màn chơi diễn ra nhanh hơn và mình rất thích điều này. Hay hệ thống tăng x2 tỷ lệ roll chết vào cuối tuần giúp cho việc roll ra những cái chết mạnh dễ hơn. Tuy nhiên cái này thì phải có một cái gì đó kìm hãm lại, chẳng hạn như họ cần phải tìm cách khiến cho reroll trở nên hiếm hoặc là siêu khó lấy, chứ nếu không trong tương lai con unit nào cũng sẽ có cái chết almighty trên người và nó không còn là thứ hiếm nhất từ game này nữa đâu đấy. Nói tóm lại thì bản update hút máu nhất đối với mình trong tựa game này là update 3, update 2 và update 1. Còn lại thì nó khá là bình thường. Với thời điểm hiện tại thì có vẻ như hút máu sẽ không bao giờ trở thành châm ngôn của admin tựa game này. Và họ đã làm rất tốt trong việc lắng nghe nỗi khổ của người chơi. Tuy nhiên đôi khi không phải cứ như vậy là tốt và họ cần phải quyết đoán hơn trong việc tạo nên lối chơi của tựa game này. Chứ không phải lúc nào cũng làm hài lòng player được, đúng không? Nếu thấy video này hay, thú vị, tại sao lại không để lại cho mình một like, một sub để mình có động lực trong những video tiếp theo nhỉ? Mình là Kiên, cảm ơn và hẹn gặp lại.